Trước khi đặt chân tới Cao Bằng thì vùng đất này là một dấu hỏi chấm đối với Yến. Mình đã rất tò mò là không biết là hang Cốc Bó, suối Lê Linh, nơi Bác Hồ từng sống, làm việc và lãnh đạo cách mạng thì trông như thế nào, thác Bản Dốc đẹp đến mức độ nào mà lại được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam. Và trong video này, các bạn hãy cùng Yến đi tìm kiếm câu trả lời về viên ngọc xanh của vùng Đông Bắc, chính là tỉnh Cao Bằng nha. Bọn mình vừa xuống xe ở Nà Cạn và bây giờ đang di chuyển đi bộ về homestay ở ngay cạnh chỗ xe xuống thôi. Bọn mình sẽ ở mỡ homestay và thuê xe máy ở ngay cạnh đấy. Bây giờ chúng mình đi đâu nào? Đi đâu? Bản Dốc. Nhưng mà trước hết thì sẽ phải ăn sáng rồi đã. Bọn mình ghé quán bánh cuốn ở 147 Kim Đồng. Mình nghe nói là mẹ Lý, mẹ của anh Độ từng ăn ở đây. Nhìn cô hao hao giống mẹ con. Không gì nữa à, chuyên gia ẩm thực mà nói mỗi từ ngon. Nhưng mà thịt nó có mỗi từ mềm với nó ngọt. Còn nhiều nó ngon, thịt ra thì cho phở nên là tất nhiên là sẽ không giòn như là quay rồi. Ăn giống lắm, nhìn vào. Mình đang tự hỏi là tại sao ít bánh cuốn thế các bạn ạ? Hóa ra là để một đĩa riêng. Trời ạ. Thế là mình ăn hết gần hết giò, gần hết trứng trong đây rồi. Quê thật sự. Đấy các bạn, để tôi thế này à? Lối vào của tháp Bản Dốc ở phía bên này. Và bây giờ chúng mình sẽ mua vé ở đây, quầy thu phí. Và đây, vào đây mua vé nhá. Đi bộ khoảng tầm 500m, khoảng hơn một tí là đến tháp rồi các bạn ơi. Wow. Giới thiệu với các bạn, phía sau mình đây là thác Bản Dốc. Thác Bản Dốc thì nằm ở biên giới của Việt Nam và Trung Quốc. Tắt kẹp đâu đây? Báo truyền hình tìm người yêu trên Cao Bằng. Đấy, gần thác thì nước bay trắng xóa các bạn ạ. Có ô thì mang theo ô. Ở đây thì khá là mình không biết là các bạn có thể nghe thấy mình nói không, nhưng mà không sao, nó rất là đẹp các bạn ạ. Quá là đẹp luôn. Trời ơi, mê quá, bọn mình đã ở đây gần một tiếng đồng hồ rồi đấy. Vẫn chưa chụp xong ảnh, vẫn chưa chụp chán. Trời ơi, quá là nhiều thứ để chụp. Quá nhiều thứ để quay, còn chưa cả đi thuyền nữa. Muốn là đi thuyền ra giữa gần thác kia, với giá 50.000 một người nhưng mà vẫn chưa đi. Vẫn mãi mê chụp ảnh. Sợi. Tuyệt vời. Bạn Yến thì ham chơi quá, chụp ảnh với cả quay phim nhiều quá, quên cả quay vlog. Quay phim tao đi. Mình đang chụp ảnh mà thằng Bảo nó cứ bắt mình phải quay vlog các bạn ạ. Mình đang không biết là mình sẽ nói gì ở đây nữa. Khá lười. Lười cái gì, quay chỗ bảo thác Bản Dốc này phải được tầm 4-5 phút rồi. Sao bây giờ đi lên chỗ cột mốc 836 nữa nhá. Trên đây có cột mốc, mình sẽ lên cho các bạn xem. Giờ là 12 giờ trưa và mình khá là đói rồi các bạn ạ. Nên là bây giờ phải đi ra ngoài để ăn cơm trưa. Mọi người bảo là khuyên là lên phải đặt. Mọi người bảo là lên đặt cơm ở ngoài trước khi vào đây. Và sau khi mình chơi xong ấy thì mình ra ngoài mình có cơm để ăn luôn. Tuy nhiên thì lúc nãy đi bọn mình mải đi quá và mình đã quên đặt cơm trưa các bạn ạ. Bây giờ thì hy vọng là còn cơm để ăn.
Ôi dồi ôi, như kiểu phiêu lưu mạo hiểm à? Ui dồi ôi, tối thế. Hạnh đừng làm mấy âm thanh sợ hãi thế nhá. Tối ôm mọi người ạ. Nó không nét được luôn. Ở phía trong này khá là ướt, tại vì là nước ở trong động rớt xuống các bạn ạ. Tại vì có nước nên là mới tạo được những cái khối đá và những thạch nhũ đẹp như thế. Ra chỗ giữa này có vẻ là đẹp hơn này. Chỗ này hơi hẹp. Cuộc thám hiểm mang tên động ngườm ngao. Không thấy hai bạn nữa đâu. Có lẽ là chúng ta đã bị lạc chăng? Có ai đây không? Cứu với. Trời ơi, cứu. Hello, bây giờ là gần 4 rưỡi các bạn ạ. Theo như lịch trình thì bây giờ bọn mình sẽ đến núi Thủng. Và xung quanh đây chúng mình có rất nhiều núi, nhưng mà không thấy cái núi nào thủng cả. Bọn mình được anh chị chủ mỡ homestay giới thiệu cho một quán nhậu bình dân ở ven hồ, à đâu ven sông, chân cầu Hợp Giang. Và bây giờ thì bọn mình sẽ cùng vào để ăn tối. Quán này bình thường rất là đông khách các bạn ạ. Ngồi ven sông rất là chill. Nếu mà không phải ngồi ở đây thì chắc là cũng khó mà biết được. Quá ngon luôn. Chè à, mấy nghìn. Kem cao bằng, chè là ngon. Giỏi, xuất sắc. Quá là ok. Yeah. Hợp lý quá nhở. Ôi trời ơi, chưa mệt luôn. Ôi. Thời tiết cao bằng ngày thứ hai. Mưa. Buổi sáng ngày thứ hai, bọn mình tiếp tục đi ăn phở vịt. Đây, món phở vịt hôm nay bọn mình sẽ ăn. Không biết là sẽ khác gì so với món hôm qua. Chút nữa chúng ta sẽ hỏi Bảo cảm nhận, vì hôm qua Bảo đã ăn phở vịt. Quán này thì được giới thiệu là chỉ có hầu hết là người địa phương thì họ sẽ ăn ở đây. Trời, nghệ thuật quá. Nhưng mà dân chuyên ăn phở. Đào đeo nhé, đào đeo nhé. Ôi, tí nữa phải mở ba lô lên. Thịt mềm, cá nó ngọt. Ăn ngon hơn quá. Thế thì ăn bánh cuốn thì ăn bên đấy, còn ăn phở vịt thì sang bên này. Em nhìn nó bụ bấm nhỉ. Ơ, lạ thế. Bên ngoài có cái bơ à? Bơ nó ra, bơ nó. Nướng Cao Bằng thôi. Bên ngoài có cốt bơ hay gì đấy? Chắc quét bơ đấy. Ờ, ta nhìn thấy nó bóng bóng. Người ta giữ cao thì. Rồi, ra có gì ở bên đấy? Wow. Và sau một hành trình dài khoảng tầm gần 30 km thì bọn mình đã đến đây là núi Mắt Thần. Tức là người dân ở đây thì gọi là núi Thủng nha các bạn. Các bạn hãy tìm núi Thủng chứ tìm núi Mắt Thần là dễ bị nhầm sang núi Mắt Rồng lắm. Đó, nên là như hôm qua bọn mình đã đi nhầm đấy. Nên là bây giờ bọn mình mới ở đây. Và chút nữa sẽ xuống dưới kia để nghịch nước, chơi với mấy con ngựa. Bọn mình đang ở trong khu vực Slelin, núi Các Mác và hang Cốc Bó. Trong đây thì tiếng côn trùng, không biết các bạn nghe thấy không? Tiếng ve, tiếng cóc nhái, các thể loại luôn. Ui ui, nó kêu vang núi. Ở Cao Bằng thì mình ấn tượng là một màu xanh mướt, chỗ nào cũng xanh luôn, trừ thành phố ra. Khác với Hà Giang là núi đá, còn núi ở Cao Bằng thì núi nào cũng toàn cây, cỏ, xanh. Con gì đấy? Đố biết con gì luôn. Ve. Đây không phải ve. Chuyến đi này của mình mặc dù là thời tiết nó không được thuận lợi cho lắm, gặp khá là nhiều mưa, nhưng mà ô đẹp thế nhở? Đẹp. Nhưng ở bên kia đường làm nào bây giờ?
còn đi khá là trơn. Tại vì ở đây là đá. Đi trơn phép, các bạn đi cẩn thận này. Tối nữa. Wow. Các bạn thấy không? Một màu xanh. Đường trên này là để đi lên hang Cốc Bó. Và đường dưới này là xuống bàn đá. Thì vì trên này khá là tối và cũng mình không biết là nó có xa hay không, nên bọn mình quyết định là bọn mình sẽ đi xuống. Phía trên kia là bàn đá Bác Hồ. Hóa ra cái chỗ bàn này là trạm gác an ninh các bạn ạ, chứ không phải là bàn đá nhá. Có một sự nhầm lẫn hơi nhẹ nhẹ. Sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng. Bàn đá trông tranh dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang. Và buổi tối ngày thứ hai ở Cao Bằng thì bọn mình ăn tối luôn tại mấy chỗ mình đang ở. Và bọn mình quyết định là ăn lẩu. Sau khi ăn bữa tối xong thì các bạn có thể là ra bên cạnh đây có, chúng ta có thể hát karaoke. Đây là lối vào của mế các bạn ơi. Toàn bộ khu này là mế farmstay, siêu rộng luôn. Nên ở đây cực kỳ thích hợp khi các bạn đi nhóm và đi gia đình. Trời ơi, phong cảnh hữu tình. Phía bên kia các bạn có thể nhìn thấy mây này, mây che đỉnh núi này. Đó. Hôm nay thì trời hơi mưa, nhưng mà nếu mà nắng giáo mà có bình minh á thì thôi rồi Lượng ơi, đỉnh của chóp. Các bạn thấy không? Ngồi đây mà thưởng trà thì thôi rồi. View siêu đẹp, chill thật sự luôn ạ. Tại vì là ngày thứ hai bọn mình đi Bác Bó, nên là bọn mình quyết định là ở mế. Từ mế farmstay chỉ cách tầm 3,3 km là các bạn có thể đến suối Lê Linh rồi. Nên là ở đây thì có phòng dorm này, có phòng riêng này. Và không gian thì siêu siêu đỉnh. Thế mình chưa đi một cái farmstay nào mà view nó kiểu nhà sàn và kiến trúc mọi thứ quá là ok là. Đây là khu vực bếp ăn, khá là rộng, có rất là nhiều bàn. Cả phía bên trong kia nữa các bạn ạ. Hôm qua mình thấy là các đoàn khách du lịch họ đến đi chơi suối Lê Linh ý, thì họ đều ghé qua đây để ăn tại mế. Vì mế có rất là nhiều món ăn đặc sản địa phương ở đây. Ta-da, phòng dorm bọn mình ở. Phòng này thì hơi rộng so với bọn mình có 5 người thôi. But anyway, thì phong cách các bạn có thể thấy nó hơi cổ điển một tí, nhưng mà không sao, sạch sẽ các thứ là được. Phòng này là có thể ở được, theo mình thấy là 12 người thoải mái, các nhóm đi 12 người có thể ở đây được. Phía trong kia là nhà tắm. Đây, xong mình vào đây mình quay cho các bạn xem. Ở đây là khu nhà vệ sinh của phòng dorm, có 2 phòng tắm đây và bên này, và 3 nhà vệ sinh, 1, 2, 3 nhà vệ sinh. Đấy, thoải mái cho các nhóm, các bạn đi. Sau khi uống cà phê và nghỉ ngơi chán chê ở Vilu thì bọn mình sang ăn áp chao ở quán số 124 đường Hiến Giang, được anh chủ quán giới thiệu. A few moments later. Đấy, đúng rồi, chuyến du lịch báo tác. Rất tiếc là quán đóng cửa các bạn ạ. Thế bên kia là quán áp chao, bọn mình đã vất vả đi bộ khoảng tầm 500m, hơn 500m gì đấy thì bọn mình đã đến được quán áp chao. Đây à? Đây ở đây có những bánh gì đây ạ? À? Đây là áp chao đúng không ạ? Áp chao. Đây bánh bao chiên, kia là quẩy. Đây đồ chiên. Ăn kèm với thịt. Wow. Ăn ngon, mềm mềm, không bị dai. Nói chung là cũng khác.
Nó là Pháp thì ở Hà Nội ạ. Bây giờ là hơn 7 giờ tối và bọn mình đang chờ xe để một chút nữa tầm 8 giờ bọn mình sẽ lên xe và quay trở về Hà Nội. Thì cảm ơn các bạn đã xem vlog các bạn của mình. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe và nhớ bật chuông nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.